Thầy ơi, Đức Phật có dự đoán trước về thời đại của chúng ta ngày nay không, thầy? Và nếu có thì sự kiện nào gần đây để mình đối chiếu lại điều Đức Phật dự đoán không, thầy? Thì về vấn đề này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tương. Kính thưa đấy, kính thưa quý vị. Cái vị này hỏi là Đức Phật có dự đoán về thời đại này không? Sẽ không biết cái vị mà đặt câu hỏi này nè là mình có phải Phật tử hay không? Nhưng mà sư sẽ trả lời một cách mà cô đọng nhất để cho Phật người Phật vị Phật tử lẫn cái vị mà không phải Phật tử mình hiểu được thế nào là cái tinh thần mà gọi là như vị này hỏi dự đoán về thời đại. Nếu nếu mà ít nhiều nha, mình gọi là ít nhiều nha, ít nhiều mình có nghiên cứu qua về lời dạy của Đức Phật, lời dạy Đức Phật thưa quý vị. Khi mà nói về những cái dự đoán hay là những cái mà Phật toàn giác đây là ngài toàn giác, ở đây là chứ nghĩa là ngài thấu hiểu hết mọi cái vận hành của nhân sinh ở trong vũ trụ. Quý vị mới hiểu là có một lần là có Đức Phật cầm nắm lá trên tay và Đức Phật hỏi với các vị tỳ kheo là cái nắm lá này với lại cái nắm lá trong rừng là đâu có lá cây nhiều hơn, thì các vị tỳ kheo nói là cái nắm lá trong rừng nhiều hơn. Thì Đức Phật mày nói là ngài biết nhiều lắm, ngài biết rất là nhiều, ngài biết rất là nhiều, nhưng mà ngài á thì biết nhìn người bác biết nhiều á, cái kiến thức của ngài biết nhiều như là lá cây trong rừng, nhưng mà ngài á chỉ á truyền tải á những cái điều á mà ngài biết á thì như nắm lá trong tay này nè. Vì sao? Tại vì đưa đến quan trọng là đưa đến sự giác ngộ. Thì cái vị này hỏi á là cái dự đoán về thời đại á, Đức Phật có nói không? Xin thưa có nói. Thì vị Đức Phật có nói á, ngay trong hiện tại này nè, nhưng mà mình phải tu tập để biết nha. Giống như Đức Phật á, nói cái điều này nè, cái điều này thoạt nhiên rất là đơn giản, thoạt nhiên rất là đơn giản thưa vị, mà đôi khi á, mình đọc giáo pháp đi, khi mình có thể là mình hời hợt hoặc là mình không hiểu nổi, mình không có sự tu tập nên mình không hiểu được, nhưng mà Đức Phật đã nói nè. Giống như Đức Phật chỉ nói điều đơn giản thôi, trong quá khứ, trong hiện tại lẫn trong tương lai, nếu mình á còn là chúng phàm phu, mình còn là chúng sanh thì chắc chắn một điều là mình còn khổ. Đó là một cái điều mà cũng mình cũng gọi như là Đức Phật đã nói về cái dự đoán ngay cho cái dự đoán của mình đó. Mình phải tu tập mới hiểu được, mới hiểu được là ngài, cái đó chính là cái chân lý về khổ đế thưa quý vị. Đó, quý vị hiểu mà. Đôi khi á, trong cuộc sống, đôi khi trong sống mình nè, mình hời hợt, mình bỏ qua, mình không hiểu được, mình nghĩ là đó là Đức Phật dự đoán cái gì vấn gì cao siêu, giống như sẽ có chiến tranh, giống như những cái nhà tiên tri, nhà giống như bà tiên tri Vanga hay là nhà hay những nhà tiên tri khác, nhưng mà không đúng. Cái tiên tri Đức Phật á, là nó xuyên suốt luôn quá khứ hiện tại vị lai đó. Đó, mà nếu quý vị còn là phàm phu thì quý vị chắc chắn là phải khổ rồi, thì cái đó là cái chân lý đầu tiên, đó là khổ đế bởi vị. Và Đức Phật ngài cũng có nói là nếu trong quá khứ, trong hiện tại lẫn trong vị lai, mà nếu quý vị có sự tu tập nha, thì đến một lúc nhân duyên á, quý vị đầy đủ mọi nhân duyên thì chắc chắn quý vị sẽ thoát khổ. Đó, quý vị đúng thực hành đúng thời Phật dạy, đó là cái lời mà gọi là mình có thể gọi là giống như Đức Phật tiên tri đó, nếu mình quan tâm. Rồi, đây cũng là một cái lời tiên tri mà quý vị phải phải hiểu rõ nè. Đây là những cái điều mà Đức Phật tiên tri để cho quý vị có lợi ích trong tu tập. Nếu quý vị còn là phàm phu, quý vị không tu tập, quý vị phạm ngũ giới, thì xin thưa cái khả năng á, thậm chí chắc chắn quý vị á, mà Đức Phật nói khả năng quý vị đi bốn đường ác đạo là chắc chắn, là địa ngục, ngạ quỷ, Xanh Atula, đó điều Đức Phật cũng có nói đó ngay trong hiện tại. Nếu quý vị kiếp này quý vị không tu, và rồi sao nữa, rồi Đức Phật cũng có nói nếu quý vị không tu tập ngay trong hiện tại này nè, thì cái tiên tri của ngài nói quý vị, thì quý vị có sẽ sanh vô những cái hoàn cảnh bất lợi,
Đó, giống như là quý vị sinh ở địa ngục, quý vị sinh thành súc sinh ngạ quỷ, quý vị sinh ở vùng biên địa, quý vị sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến, rồi quý vị là người khuyết tật câm điếc, rồi quý vị là người có trí tuệ không gặp được Phật hoặc chư tỳ kheo. Đó là những cái lời mà tiên tri của Đức Phật đó, mà nghĩa là thiết thực và thực tế nhất đó. Mà nếu ngay thời điểm này chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy những cái điều đó. Đó là những cái điều mà quý vị phải hiểu là trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, mà nếu mình còn phàm phu, mình không tu tập nữa, thì mình sẽ bị vướng những cái đó. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Có lẽ là Đại Đức Tuệ Tường quên một cái điều tiên tri mà Đức Thế Tôn đã tiên tri rất là nổi tiếng. Đó là khi mà vua Pasenadi đến hỏi ngài về những cái giấc mơ của nhà vua. Nói như thế này, quý vị cứ xem coi là nó có chính xác hay không. Cái lời tiên tri của Thế Tôn vào thời đại ngày nay cách đây hơn 2.500 năm. Thứ nhất á, là vua Pasenadi hỏi nhà vua là nhà vua mơ thấy là hai thiên hạ kéo nhau tới xem một cái bầy bò đó, hung hăng nó chuẩn bị nó hút nhau chết tới nơi rồi. Nhưng mà tới hồi mà coi thì nó mấy con bò nó chỉ gườm nhau thôi, xong rồi co mạnh ai về nhà nấy. Thì Đức Thế Tôn á, trả lời đây là một cái điềm báo mà thiên hạ về sau á, người ta thiếu tu, sống ác nhiều hơn sống thiện, nó dẫn đến mùa màng thì nó xáo trộn, thời tiết nó thất thường, thấy vậy chứ không phải vậy đó. Rồi kết quả là hạn hán lụt lội, cái gì nó cũng có. Ví dụ như đáng lẽ ra đó, mùa nó tới cái mùa mưa rồi nhưng trời nó không mưa, đáng lẽ cái mùa này là cái mùa khô, rốt cuộc cũng lại bão đó. Đó là cái thời tiết nó thất thường. Đó là cái dự báo thứ nhất. Quý vị xem coi thời tiết bây giờ nó có thất thường hay không. Cái dự báo thứ hai là vua Pasenadi đó, thì lại thấy là những cái cây cối nó mới còn non thôi là nó đã cho ra quả rồi. Chứ nó không phải là chờ cái cây nó lớn mới cho ra quả. Thì vua Pasenadi, Đức Thế Tôn ấy, nói là vào thời vị lai á, loài người cái dục càng ngày càng nặng, mà từ những đứa con nít là nó đã biết cái chuyện nam nữ rồi, và thậm chí nó đi nam nữ đến với nhau từ khi còn rất là nhỏ tuổi. Quý vị thấy có bây giờ nó đúng hay sai? Con nít bây giờ là nó biết hết rồi, nó biết ba chuyện 18 cộng hết rồi. Nó 18 cộng chứ giờ nó mới có mấy mấy tuổi là nó biết hết rồi. Rồi vua Pasenadi thì mơ thấy là những cái con bò bò lớn, những con bò lớn nó lại đi bú sữa của những con bê con. Thì Đức Thế Tôn mới nói là vào thời vị lai, cha mẹ và con cái sẽ đảo ngược, tức là con cái trở thành chủ trong gia đình và cha mẹ phải nhờ vào sự bố thí của đứa con để sống qua ngày, và phải nhìn mặt của đứa con để biết liệu bề mà cư xử cho hợp với cái vừa lòng nó. Phải cúc tung, gọi là cúc cung mà tận tụy với tụi nó đó. Rồi nhà vua Pasenadi lại mơ thấy là người ta bỏ những cái con bê con, người ta, những cái con bê, những cái con bò mập, những con bò khỏe kéo cày kéo xe người ta bỏ đi, mà người ta để cho những cái con bê con nó nhỏ xíu mà cho nó kéo cày, nó kéo xe. Thì Đức Thế Tôn mới nói đây là cái điềm mà đời vị lai á, những người tài, những người giỏi có năng lực thì bị đày ra biên ải, bị bỏ không có xài, mà những cái kẻ mà cơ hội không có tài năng, không có khả năng gánh vác trọng trách thì lại nắm giữ những cái vị trí quan trọng trong xã hội. Rồi nhà vua thấy mơ thấy là có một cái con ngựa có hai cái miệng dùng để ăn cỏ hai bên máng.
Thì Đức Thế Tôn nói là đây là cái điểm tương lai tham quan đầy khắp thiên hạ, ở đâu cũng có chứ. Rồi nhà vua mơ thấy là người ta dùng một cái chén bằng vàng á, để hứng nước tiểu của cái con chó rừng. Một cái con chó mà nó vừa già, nó vừa ghẻ. Thì Đức Thế Tôn nói là đây là cái điềm mà vào cái thời vị lai á, những kẻ thấp hèn á, nó sẽ lên nắm đầu thiên hạ. Còn những cái người mà cao quý á, thì sẽ phải luồn cúi tụi nó, quỳ lạy hầu hạ tụi nó, thì để được yên thân. Rồi vua Bá Xê Na Đí thì lại mơ thấy là người ta ngồi đan cái sợi dây thừng, một người ngồi đan sợi dây thừng mà có con chó ở dưới, thì người ta đan tới đâu con chó nó gặm nó ăn sạch đó. Thì Đức Thế Tôn nói là đây là cái điềm mà vào thời vị lai á, những người đàn ông háo sắc họ quỵ lụy phụ nữ và họ sẽ đi đến những người phụ nữ mà phóng đãng bòn rút hết tiền của người đàn ông, và từ đó người đàn ông thì làm bao nhiêu là cúng hết cho phụ nữ. Rồi nhà vua lại mơ thấy là người ta xếp những cái lưu vại ở gần bên nhau đó, rồi thiên hạ cứ chen nhau mà đổ cái lưu ở chính giữa thôi mà, còn mấy cái lưu xung quanh không có miếng nước nào hết trơn. Thì đây là một cái điềm báo. Đâu rồi? Thì đây là cái điềm báo là dân chúng sau này thì dù cho có làm lụng cực khổ kiểu cả đời đi chăng nữa thì cũng không bao giờ đủ no, bởi vì cứ cung phụng hết cho một cái đối tượng nào đó. Đó, những cái tay là tài phiệt nó bòn rút hết toàn bộ công sức, nó ăn hết, rồi người dân thì nghèo khổ, cái người lao động thì nghèo khổ, còn bản thân họ thì giàu đó. Rồi vua Bá Xê Na Đí thì mơ thấy là có rất là nhiều những cái con chim muông uống những cái nước sạch tinh khiết, nhưng mà ở ven bờ, nhưng mà ở lòng hồ thì nó lại dơ bẩn. Thì Đức Thế Tôn nói đây là điềm báo mà đời sau có những cái người mà cai trị bất xứng, không có tốt, thì người dân họ sẽ đổ xô họ đi đi ra chỗ khác và làm giàu ở những cái vùng biên thùy, còn cái vùng mà trung tâm thì lại trở nên tiêu điều sắc sơ. Rồi nhà vua thì lại mơ thấy là một cái nồi cơm coi như là nó chín dở, thì chỗ thì chín, chỗ thì sống, chỗ thì nhão, còn cái chỗ chín chỉ có một chút xíu thôi. Thì nó là cái điềm báo mà sau này chúng sanh sống càng ngày càng ác, cái thiện càng ngày càng hiếm, mà cái người làm thiện chịu thiệt thòi trong xã hội, người làm ác thì lại được tuyên dương, nó dẫn đến là chư thiên thì họ phẫn nộ. Rồi từ đó nó đưa đến là nó sẽ có sự phân biệt rất là rõ rệt, là sẽ có những cái khu vực là người ta sống sung túc, nhưng mà cũng có những khu vực là người ta sống rất là nghèo khổ, gọi là sự phân biệt và cách biệt giàu nghèo sẽ càng ngày nó càng nghiêm trọng. Rồi nhà vua thấy đây nhiều quá hả, đấy thì có rất là nhiều. Quý vị có lòng muốn tìm hiểu thì quý vị tìm gọi là cái điềm mộng của vua Bá Xê Na Đí, thì quý vị sẽ ra cái bài kinh này. Tại vì trong cái thời lượng chương trình thì không cho phép đọc hết, mà quý vị chỉ mới trích một vài cái quý vị thấy là Thế Tôn nói đúng hay sai, bây giờ có hay là không có, không cần phải nói cụ thể, nói rõ ràng chính xác. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.